Chào mừng các bạn đã đến với kênh tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Võ Hoài Nam. Võ Hoài Nam là một nam diễn viên nổi tiếng một thời trên vùng đất Bắc với các vai trong các bộ phim truyền hình nhựa như bộ phim Vua Bãi Rác, Chuyện Phố Phường, Cảnh sát Hình Sự, Song Hùng Kỳ Dị. Sau này, anh thường ít tham gia vào lĩnh vực đóng phim mà chuyển sang kinh doanh và dành thời gian bên vợ và con cái nhiều hơn. Võ Hoài Nam sinh năm 1965 tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Ông sinh thuộc cung Cầm Tinh con giáp rắn. Ất Tỵ năm 1965, Võ Hoài Nam xếp hạng nổi tiếng thứ 79.432 trên thế giới và thứ 771 trong danh sách diễn viên nổi tiếng tổng dân số của Việt Nam năm 1965 vào khoảng 38,34 triệu người. Tuổi thơ là những ngày thiếu thốn tình thương khi cha mẹ anh ly hôn khi anh còn nhỏ. Sau khi đất nước giải phóng, anh vào Sài Gòn sống cùng ông nội của mình. Đến khi 13 tuổi, anh quay trở lại Hà Nội sống cùng với cha của mình. Tuy nhiên, anh phải sống một cuộc sống tâu đường xó chợ để giải phóng khỏi ngột ngạt từ phía gia đình. Anh là một kẻ gây chuyện hay đánh nhau. Anh bước vào con đường nghệ thuật khá muộn sau khi nhập ngũ vào năm anh 18 tuổi. Sau đó 4 năm anh sang Nga xuất khẩu lao động, nhưng chỉ 1 năm trở về nước vì tội đánh nhau. Sau khi trở về, anh học nghề tại nhà hát kịch Trung ương 3 năm. Năm 1991, anh được mời tham gia vào vai diễn chính trong bộ phim truyền thuyết tình yêu Thần Nước. Sau sự thành công của vai diễn đầu, anh được các đạo diễn gọi mời cho nhiều vai diễn khác nhau, gặt hái được nhiều sự thành công và trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở miền Bắc. Năm 2003, anh được tham gia vào bộ phim điện ảnh Vua Bãi Rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn với vai diễn Trọng. Trong bộ phim này đã mang lại cho anh giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan, Hàn Quốc. Đây có thể nói là vai diễn ghi dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của anh. Năm 2005, anh tham gia vào bộ phim Chuyện Phố Phường, Cảnh sát Hình Sự phần 1. Từ năm 2007, anh ít tham gia vào diễn xuất mà bôn ba vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau đó, anh mở một quán ăn tại Hà Nội. Đến năm 2011, anh quay trở lại với điện ảnh khi tham gia vào vai diễn xuất trong bộ phim Song Hùng Kỳ Dị do Nguyễn Huy Ngọc, Võ làm đạo diễn. Sau vai diễn này, anh đã từ bỏ nghiệp điện ảnh mà dành thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái và kinh doanh. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.